Ok, bây giờ anh sẽ sửa cái bài của em là cái này tỷ lệ em cắt 4.3 chuẩn rồi đúng không? Ừ, anh hy vọng sẽ là chuẩn. Biến đổi khí hậu là một trong những vấn đề môi trường nóng dần lên. Biến đổi khí hậu là một trong những môi là một trong những vấn đề gây ra hiện tượng nóng dần lên của trái đất. Được không em? Ảnh hưởng hậu quả là đi ra hiện tượng nó hậu quả và tác động lớn đến tiến trình đến quá trình phát triển bền vững của toàn trên toàn thế giới. Hậu quả là tác động lớn đến quá trình phát triển bền vững quá trình phát triển bền vững của thế giới của trái đất. Hậu quả là hậu quả và tác động lớn đến quá trình phát triển của con người trên thế giới. Quá trình tác động lớn đến quá trình hậu quả là tác động lớn đến quá trình hậu quả là tác động lớn đến môi trường sống của các loài vật, của động thực vật. Hậu quả và tác động lớn đến môi trường sống của các loài vật. Những hoạt động phát triển kinh tế, xã hội và nhịp điệu tăng cao trong nhiều lĩnh vực công nghệ. Giao thông sinh hoạt đã làm tăng nồng độ. Những hoạt động phát triển kinh tế, xã hội công nghiệp hóa giao thông. Những hoạt động phát triển kinh tế, xã hội, công nghiệp, giao thông, sinh hoạt đã làm tăng nồng độ khí thải gây ra hiệu ứng nhà kính, làm tăng lượng khí thải hiệu ứng nhà kính 300. Tại nãy khúc này nói gây ra hiện tượng nóng dần lên trái đất rồi, không cần nhắc lại. Vậy những tác động nguy hiểm như thế nào đến tự nhiên và xã hội? Vậy những tác động này nguy hiểm như thế nào đến tự nhiên và xã hội? Đây là câu hỏi nhức nhối và là tâm điểm và là điều mà cả thế giới đang quan tâm. Và đây là câu hỏi nhức nhối và là điều cả cả thế giới đang quan tâm điều cả thế giới đang quan tâm tác động biến đổi khí hậu đến tự nhiên và xã hội. Các dự đoán đã cho thấy những thành phố các quốc gia ven biển đang là điểm nóng, đứng trước nguy cơ bị nước biển nhấn chìm do mực nước dâng cao. Mực nước dâng cao chứ đừng nói nước biển dâng. Tại biển biển ngoài, mực nước biển, nguy cơ bị nước biển nhấn chìm do mực nước ngày càng dâng cao. Hậu quả là sự tan băng. Hậu quả, em viết sai lỗi chính tả luôn á. Hậu quả do sự tan băng ở Bắc Cực. Hậu quả do sự băng đang tan. Hậu quả do băng đang tan. Đang tan mà rất nhanh luôn. Ở Bắc Cực và Nam Cực. Nước biển dâng cao kéo theo những hiện tượng nguy hiểm như xâm nhập mặn sâu, nghĩa là bị những cái vùng đất là cái nước biển dâng cao kéo theo hiện tượng là bị ngập mặn, đất đai bị ngập mặn, đất trồng trọt bị ngập mặn. Nước biển dâng cao kéo theo những hiện tượng nguy hiểm như ngập mặn sâu, như đất nhiễm phèn, đất ngập mặn.
Nước biển dâng cao kéo theo những hiện tượng nguy hiểm như đất ngập mặn không thể trồng trọt. Tác động xấu đến việc sản xuất nông nghiệp. Biến đổi khí hậu là nguyên nhân chính. Biến đổi khí hậu còn là nguyên nhân chính. Tại nãy mình nói biến đổi khí hậu một vế rồi, giờ vế thứ hai còn là nguyên nhân chính làm cho giảm chất lượng nước. Giảm chất lượng nước sạch. Sản lượng sinh học và số lượng các loại động thực vật trong hệ sinh thái nước ngọt. Giảm chất lượng nước sạch. Sản lượng rồi số lượng các loài động thực vật trong hệ sinh thái nước ngọt ngày ngày bị tuyệt chủng. Số lượng các loài động thực vật trong hệ sinh thái nước ngọt ngày càng giảm đi, ngày càng mất dần. Tại mấy con này nó không có nước ngọt để nó ăn nữa, nó chết giống như giờ rấy cá trong thiên nhiên nha. Mà giờ nó không có nước ngọt để uống thì nó cũng chết. Con gì cũng vậy, không có nước ngọt nó uống là nó tiêu chảy nó chết, nó cứ uống nước lợ, nước mặn hoài là nó chết nha em. Tỷ lệ bệnh nhân tử vong do bệnh truyền nhiễm ngày một gia tăng. Tỷ lệ tử vong do các bệnh truyền nhiễm cũng ngày một gia tăng. Theo thống kê có khoảng 400 triệu. Có khoảng 400 triệu người đang phải đối mặt với nguy cơ bị sốt rét. Biến đổi khí hậu mà ảnh hưởng vậy hả? Biến đổi khí hậu là nguyên nhân chính gây ra tác động mạnh đến tài nguyên đa dạng sinh học rừng. Biến đổi khí hậu là nguyên nhân chính gây ra tác động mạnh đến đa dạng sinh học, đến tài nguyên rừng, đến đa dạng sinh học. Đến đa dạng sinh học rừng nguyên sinh. Trong mấy khu rừng nguyên sinh đó thì những loài vật rất quan trọng, nhưng mà do nước biến đổi khí hậu làm cho mấy con vật trong đó nó sống không nổi, em hiểu không? Đa dạng sinh học rừng nguyên sinh đi, rừng thì nó rừng nguyên sinh chứ rừng mà rừng thông hay là rừng gì, nói chung là em phải đọc nhiều làm nhiều em mới sẽ hiểu thôi, còn bây giờ theo anh viết theo cái ý của anh hiểu thôi. Rồi đa dạng sinh học rừng nguyên sinh là tác động mạnh đến đa dạng sinh học rừng nguyên sinh đi cho nó giữ. Dưới tác động của biến đổi khí hậu ngày một trở nên gay gắt mà các hệ sinh thái. Dưới tác động của biến đổi khí hậu mà các hệ sinh thái, đặc biệt là hệ sinh thái rừng, bị suy thoái trầm trọng. Dưới tác động của biến đổi khí hậu ngày một gay gắt, hệ sinh thái rừng bị suy thoái trầm trọng. Dưới tác động của biến đổi khí hậu khiến cho hệ sinh thái rừng bị suy thoái trầm trọng. Tỷ lệ rừng nguyên sinh vẫn còn ở mức độ thấp. Tỷ lệ rừng nguyên sinh vẫn còn ở mức thấp. Tỷ lệ rừng nguyên sinh có thể phục hồi vẫn còn. Có thể phục hồi vẫn còn ở mức rất thấp, còn vẫn còn ở mức thấp. Đây là một thách thức. Tỷ lệ rừng nguyên sinh có thể phát triển, có thể tiếp tục phát triển vẫn còn ở mức độ cực thấp. Đây là một thách thức lớn đối với toàn cầu khi phải ứng phó. Đây là một thách thức lớn đối với toàn cầu khi phải ứng phó với các mục tiêu lâu dài. Phải ứng phó
Đây là thách thức lớn đối với toàn cầu khi phải ứng phó với biến đổi khí hậu. Bằng các mục tiêu lâu dài bền vững, phải nghĩ ra các mục tiêu lâu dài bền vững. Nhằm tăng cường hiệu quả bảo tồn rừng, chúng tôi bắt buộc phải nghĩ ra các mục tiêu lâu dài bền vững để tăng cường hiệu quả bảo tồn rừng, giảm thiểu thiên tai, bảo vệ tài nguyên nước và khí thải CO2, và xử lý. Sao em viết anh thấy nó kỳ kỳ á, nó giống như là nó không có. Thôi anh hy vọng em sẽ có kinh nghiệm hơn. Biến đổi khí hậu còn làm diện tích đất nông nghiệp canh tác giảm mạnh, thu hẹp, xói mòn, phèn hóa, rửa trôi, thu hẹp, bị xói mòn. Bị xói mòn, bị hoang mạc hóa, thu hẹp, bị xói mòn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa. Sa mạc hóa là giống như là đất nó biến thành đất cằn cỗi dữ lắm, và tình trạng ô nhiễm do chất thải nông nghiệp. Và tình trạng càng ngày gia tăng. Là bây giờ để trồng cây mà được những cái quả ngon ngọt thì người ta phải bắt buộc phải cải tạo đất bằng những cái phân bón nguy hiểm, nó sẽ làm diệt hết các loài vi sinh vật, côn trùng sống trong cái môi trường đó, và đất nó không còn được sự màu mỡ. Thí dụ như trong đất nó có những con giun nó cày xới đất, nhưng mà bây giờ không chơi giun, nó chơi bón phân thôi, giun chết hết. Thì cái đất nó làm được vài mùa thì nó cũng lại bị hư đất, nên lại phải cải tạo đất rồi trồng lại đất. Nên còn cái cộng thêm cái việc xói mòn đất do biến đổi khí hậu, rồi thêm các chất thải nông nghiệp ngày càng gia tăng, cũng là một cái nguyên nhân chính để cho cái thúc đẩy cho cái việc biến đổi khí hậu ngày một diễn ra gay gắt hơn ha. Viết thì sao mà hiểu hiểu chứ. Mực nước biển dâng cao dẫn tới mất đi đất ở nhiều hộ dân cư và phần đất màu mỡ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Mực nước biển dâng cao đang dẫn tới tình trạng mất đất sinh hoạt. Mất đất sinh hoạt và đất màu mỡ để phục vụ cho việc sản xuất nông nghiệp. Mực nước biển dâng pha cao góp phần dẫn tới tình trạng các hiện tượng thiên tai bão lũ ảnh hưởng nghiêm trọng tới tài nguyên đất. Đến tài nguyên đất đai, gây ra hiện tượng thiếu nước và hạn hán. Đó, vậy mà hả? Giờ cứ xây chùa làm tượng Phật tốn biết bao nhiêu tiền của được mà không có thể nào mà trồng cây gây rừng bảo vệ thiên nhiên. Xây nhà thờ tiền tỷ, biết bao nhiêu chục tỷ, triệu đô đổ vô trong đó. Lãng phí. Thật sự quá khủng khiếp khi con người thiếu trí tuệ có thể làm tan nát hết tất cả mọi thứ.
và chỉ có dịch Covid mới có thể thay đổi được cái ngày này. Biến đổi khí hậu là một vấn đề phức hợp quách đề hát phức tạp, mang tính cấp bách và lâu dài, cần phải được toàn cầu chung tay quan tâm và bảo vệ. Biến đổi khí hậu đang dần ngày càng tác động sâu rộng hơn tới tất cả lĩnh vực, từ tự nhiên kinh tế xã hội, từ tự nhiên tới tất cả lĩnh vực, từ tự nhiên cho đến kinh tế xã hội trên phạm vi toàn cầu. Đây thực chất là một vấn đề cần phải bảo vệ, cần phải khắc phục. Khắc phục chứ bảo vệ là cái gì? Protection là nó trong tiếng Anh nhưng mà mình ra tiếng Việt là mình phải gì đó, khắc phục, vì là ngôi nhà chung cho chúng ta. Đây thực chất là một vấn đề cần phải khắc phục, vì trái đất là ngôi nhà chung, vì trái đất là ngôi nhà chung của chúng ta. Việc phát triển bền vững trong chương trình kế hoạch đã thống nhất hợp tác chặt chẽ, vì trái đất là ngôi nhà chung của chúng ta nên phải phát triển, nên cần đồng tâm hợp lực. Phát triển bền vững đồng tâm hợp lực phát triển bền vững phát triển chương trình kế hoạch chương trình kế hoạch chống biến đổi khí hậu cần phải đồng tâm hợp lực phát triển chương trình kế hoạch chặt chẽ, hợp tác chặt chẽ, phát triển chương trình kế hoạch hợp tác chặt chẽ với cộng đồng, cùng nhau nâng cao ý thức chống biến đổi khí hậu. Đó cũng thật sự là một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất của nhân loại. Đó cũng là một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất mà nhân loại phải đối mặt. Với cái giá phải trả cho sự thờ ơ, không quyết tâm bảo vệ môi trường, khí hậu, không quyết tâm bảo vệ môi trường, chấm. Chúng ta không thể thiếu trách nhiệm chuyển vấn đề này cho thế hệ sau mà phải thực hiện hành động như tôi. Chúng ta không thể đùn đẩy trách nhiệm. Đùn đẩy trách nhiệm này cho thế hệ sau mà phải thực hiện và hành động ngay từ bây giờ. Rồi, cái phần này anh chỉnh cho em nhé. Lưu lại. Câu lạc bộ bảo vệ môi trường biến đổi khí hậu ô nhiễm môi trường đất bảo vệ thiên nhiên. Sợp từ khóa biến đổi khí hậu. Ok, sao từ khóa này em không làm cho nó nhiều nhiều lên xíu anh. Gần cũng mới 93 nè. Cách bảo vệ môi trường. Chống biến đổi khí hậu. Chống biến đổi khí hậu. Khắc phục hiện tượng trái đất nóng lên. Ok không em? Ok anh ơi. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Bây giờ anh sẽ kiếm một cái bài trong cái này của anh để vô thêm cho em coi để nó hấp dẫn. Trở thành tiên cá cùng nhau bảo vệ môi trường và chống
thảm họa thiên nhiên. Thật ra thì những video mà kêu gọi bảo vệ thiên nhiên, môi trường, động vật này kia anh làm đủ hết rồi, thì bài viết này làm chuẩn rồi, anh sẽ giới thiệu thêm về các hoạt động của em. Bên cạnh đó, nếu bên cạnh đó bạn có thể tham gia làm thành viên câu lạc bộ chàng tiên cá Tuy Un. Bên cạnh đó bạn có thể tham gia làm thành viên câu lạc bộ chàng tiên cá Tuy Un, học cách làm tiên cá. Bạn bên cạnh đó bạn có thể tham gia làm thành viên câu lạc bộ tiên cá Tuy Un, chúng tôi sẽ đào tạo bạn thành những chiến sĩ, những chiến binh bảo vệ môi trường, bảo vệ môi trường, chống lại sự nóng dần lên của trái đất, lên của trái đất. Bằng việc hóa thân thành tiên cá, thực hiện nhiệm quan trọng nhất của nhân loại hiện nay, quan trọng nhất mà nhân loại phải đối mặt hiện nay, thực hiện nhiệm vụ quan trọng nhất là giải cứu thế giới khỏi việc hóa thân thành tiên cá, thực hiện nhiệm vụ quan trọng nhất. Thực hiện nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay là giải cứu thế giới khỏi biến đổi khí hậu. Rồi, nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết để ngăn chặn những thảm họa môi trường trong tương lai. Rồi, nói thì phải xịa qua anh một cái chứ, nhưng mà cái này em cứ làm thì anh tự xịa cho, anh là vua cà khịa. Rồi bây giờ insert video, anh sẽ bỏ cái video YouTube, anh cố gắng làm nhiều năm rồi nhưng mà không ai quan tâm á, mà quay cực như gì mà chả ai mấy người quan tâm, để Covid-19 đến rồi. Rồi bây giờ bỏ cái video đó vô là em biết rồi đúng không? Rồi bây giờ chỗ video cái này anh làm nhưng mà anh chỉ luôn, anh sẽ chỉnh này thành em full luôn nha, để cho cái video nó full màn hình. Rồi chiều cao anh để cho nó thành 300, 320. Chiều rộng thì cứ giữ yên vậy đi, chủ yếu chiều cao để em full là được, để màn hình nó rộng ra và nó tính chiều cao, còn cái chiều rộng này bây giờ không quan trọng. Rồi bây giờ đây, em muốn coi video thì coi, chủ yếu là em viết cái bài cho nó chuẩn, đọc cho nó hiểu, dễ nghe, chứ viết kỳ quá nó cà giật, nó không phải văn phong Việt Nam nha. Anh cảm ơn em.